Bước 1. Làm ướt mặt, tốt nhất là dùng nước ấm vừa phải, sẽ giúp lỗ chân lông mở rộng hơn, giúp tăng hiệu quả làm sạch. Lấy lượng sữa rửa mặt vừa phải và tán đều trên gương mặt, tránh vùng mắt. Bước 2. Làm ướt đầu cọ. Đặt phần đầu cọ lên mặt và nhấn công tắc. Bước 3. Di chuyển thiết bị nhẹ nhàng trên những vùng da mặt, khoảng 30 giây thay đổi vị trí một lần. Vùng má, bắt đầu di chuyển đầu cọ nhẹ nhàng từ trong ra ngoài, từ gò má đến tai để lấy đi bụi bẩn. Vì đầu cọ đã tự xoay đảo rồi nên không cần phải xoay bằng tay nữa, chỉ cần di chuyển ngang, dọc nhẹ nhàng. Hết một bên má thì tiếp tục qua bên má kia. Vùng mũi, cằm, miệng, di chuyển đầu cọ nhẹ nhàng trên sống mũi, hai bên cánh mũi, vùng miệng và cằm. Tương tự di chuyển ngang trên phần trán 30 giây cuối cùng. Nếu chúng ta lướt quá nhanh hoặc là đè quá mạnh thì máy sẽ báo bằng cách dừng quay. Sau khi hết 2 phút, máy sẽ tự tắt. Bước 4. Rửa mặt lại bằng nước lạnh vừa phải là tốt nhất, sẽ giúp tăng hiệu quả xoa kích lỗ chân lông và lau khô nhẹ nhàng mặt khăn sạch. Một số những lưu ý khi sử dụng máy rửa mặt. Vệ sinh đầu cọ ngay sau mỗi lần sử dụng bằng sữa rửa mặt hoặc xà bông dịu nhẹ, nhất là khi bạn dùng liên tục hàng ngày. Bắt đầu làm quen với máy 1-2 lần một tuần và tăng dần tần suất đến khi thay thế hoàn toàn thói quen rửa mặt bằng tay hàng ngày, ngày 2 lần sáng và tối. Lựa chọn đầu cọ và sữa rửa mặt phù hợp với loại da để đạt được hiệu quả tốt nhất. Luôn để ý tình trạng da để điều chỉnh cho phù hợp.